Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị hai căn nhà xây mới đang vào hoàn thiện với diện tích là 32m một căn, xây dựng 5 tầng. Hai căn nhà chúng ta thì hướng chính bắc và nằm trên mặt ngõ thông, ô tô vào nhà. Cách trục đường chính chỉ một nhà thôi, rất là gần, kinh doanh nhỏ được. Hiện tại thì bên trong đang làm nội thất cầu thang bằng gỗ, cho nên em chưa quay được phía trong. Chắc một vài hôm tới khi hoàn thiện xong thì em sẽ quay phía cận cảnh phía trong cho anh chị nhé. Ngõ này của chúng ta thì dân cư đi lại tương đối tấp nập, cho nên anh chị nào làm kinh doanh các thứ ở đây thì đều ổn hết, rất là tiện lợi. Với mức giá chỉ hơn 4 tỷ thôi. Anh chị nào quan tâm nhà khu vực này hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.